qua trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Brazil thì chúng ta đã học hỏi được những điều gì ạ? Theo tôi thì khi đá với lại Brazil, một đối thủ rất mạnh, thì toàn đội đã học hỏi được rất là nhiều điều, như là trong khâu tấn công thì các cầu thủ Bivo họ giữ và cài đè rất là tốt, và những cái vệ tinh xung quanh thì họ chạy cái nhịp hai rất là tốt. Hy vọng là qua trận đấu đó các cầu thủ của mình cũng tiếp thu và nhận thấy được cái điều đó, và mình học hỏi được tiến bộ trong thời gian tới. Chuẩn bị cho trận đấu gặp Panama tới đây thì đội mình đã có một cái sự chuẩn bị ra làm sao? Ngoài cái việc mình xem video, mình cắt băng để mình cho toàn đội xem lại, thì bên cạnh đó là tôi muốn sốc lại cái tinh thần của đội. Vì một trận thua hôm qua thì toàn đội cái tinh thần cũng có phần nào đi xuống. Hôm nay buổi tập tôi sẽ cố gắng củng cố và nâng cao tinh thần của toàn đội lên để có chiến đấu với tinh thần quyết tâm nhất để đạt được kết quả tốt nhất. Ông đánh giá thế nào về đối thủ Panama? Theo tôi thì Panama là một đối thủ họ có những cá nhân rất là xuất sắc. Họ thường dùng kỹ thuật cá nhân của mỗi cầu thủ và qua người và dứt điểm. Thì phương án của tôi là sẽ cố gắng chặn cái đường đi của họ, để hạn chế những cái pha mà họ dốc bóng tốc độ cũng như là luồn lách qua người. Mình sẽ bọc lót để chụp bóng và phản công ghi bàn. Xin ông cho biết mục tiêu của chúng ta ở trận đấu gặp Panama. Mục tiêu của toàn đội là sẽ cố gắng thi đấu thật là tốt, hết sức mình để giành lấy 3 điểm để tiếp tục một cái hướng tới một cái tấm vé đi vào vòng trong. Vâng, xin cảm ơn ông ạ.